Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chuyện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thời Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn của chị Như ở Vũng Liêm á cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay thì chị cũng có lô 10 cây hàng vơm lớn cô chú anh chị ha. Mình ghép giống nhị ngọc toàn. Mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho vườn của chị Như luôn, ạ. Dạ lô mai hôm nay thì đa số là những cây vơm lớn, thân lắc đế đẹp với cô chú anh chị ha. Đủ dáng đủ kiểu luôn ha cô chú anh chị. Cây này mình ghép đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị, mình có thể lấy vo nhân giống được luôn rồi ha. Dạ rồi em xin phép được vô clip luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào bà chủ ơi. Dạ em xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay quay trở lại với kênh, em xin có một lô nhị ngọc toàn muốn giao lưu với cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ cho em ạ. Rồi, cây đầu tiên là cây mã số 1, cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cây phơm lớn tàn thông luôn nha quý cô chú. Cây này cái phôi xong rồi chia cành đóng tứ diện luôn rồi cô chú anh chị. Một cây này mình ghép rất là nhiều chột ghép ha, tàn đều ấm tàn nha quý cô chú. Rồi cây này có cái chân phía trước luôn nha cô chú anh chị, hình thú luôn nha. Cái cò rất là gắt luôn à. Dáng thú mánh đầu luôn nha cô chú anh chị, nó có hai cái chân phía trước luôn nha. Ngoài mét mấy trời. Chết. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ. Dạ rồi. Rồi mình thân là 33. Cái này thấp thân rất là thấp luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang nó là 1m02. Còn chiều cao nó là hơn 1m cô chú anh chị. Chiều cao là chắc khoảng 1m6, 1m7 với cô chú. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu ạ. Dạ 10 triệu một cây nhị ngọc toàn, cây phôm lớn nha cô chú anh chị ha. Cây này mình lên cái chậu quay để phía trước sang dàn cái nữa là quá ok luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái chậu ghép này nó cũng đã lên da lương hết trơn rồi nha cô chú. Để thú luôn nha. Dạ rồi, 10 triệu cây mã số 1. Em đổi luôn nha. Rồi, cây tiếp theo cây mã số 2, một cây nhị ngọc toàn nữa ha cô chú anh chị. Rồi, em này cũng tàn thông không cao đó nha mấy cô chú anh chị. Cái phôi không mà chi cành đóng tứ diện luôn ha. Dạ, là cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 2 cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ, tàn thông phôm khá là cao luôn nha. Cây này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cây nhị ngọc toàn, cây này cũng còn non mùa nha quý cô chú. À, quá trời cái bẻ đế luôn á cô chú anh chị. Cây này bên em ghép được 4 tháng nha cô chú anh chị. Cây này phôm lớn nha cô chú anh chị ha. Rồi em xin số đo luôn bà chú ơi. Chim không có nổi rồi, phải thấy bả giữ hai đứa tống rồi. Nó giả dựng với dựng ta chim. Mình thân là 46. Dạ, mình được 46. Tán ngang là 89. Chiều cao là 1m6 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu ạ. Dạ, 10 triệu nha cô chú, một cây tàn thông luôn ha, phơm lớn. Rồi cô chú anh chị mình thích sưu tầm những cây giống mới mà cây phơm lớn mình liên hệ với số điện thoại của vườn giúp em ha. Cái này đế dữ lắm, đế luôn quý cô chú anh chị. Rồi rồi, mình đỡ cây lên nha. Dạ rồi, cây tiếp theo, cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Cũng là cây nhị ngọc toàn ha. Rồi, cây này thì nó lùng lục hơn quý cô chú anh chị nha. Tàn ấm tàn hơn luôn ạ. Rồi, cây này mình ghép rất là nhiều chột ghép luôn quý cô chú anh chị. Cây đang phát triển rất là khỏe luôn nha. Cây này cô chú anh chị mình về lấy bo đã luôn à. Cây này thì chi cành lục nha quý cô chú. Quá trời cái đế luôn à. Nó có cái chân trước nhìn giống như dáng thú vậy đó quý cô chú. Cọng rễ nó trải ra ha, cọng rễ rất là to nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ ơi.
Trời, mình thân là 46. Nó lớn hơn bà chủ luôn á. Trắng ngang là 99. Chiều cao là 1m3 hả cô chú anh chị? Vậy rồi, cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu ạ. Dạ, 10 triệu cây phun lùng lực luôn cô chú anh chị ha. Rồi, bên em tặng luôn chậu hả cô chú anh chị? Dạ. Và em xếp xe tải cho tới cho cô chú anh chị trong ngày luôn á. Rồi, em gắn cái đế này đâu rồi ha. Dạ, 10 triệu cây mã số 3 nhện ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, cái tiếp theo mã số 4, một cây nhện ngọc toàn nữa nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 4, cây này là phun lớn lắm rồi với cô chú anh chị ha. Tàn ấm tàn luôn nha cô chú anh chị. Cũng vừa quay. Dạ. Vậy mới nổi thôi. Và cây này cô chú anh chị mình lấy bo nhân giống là siêu bo luôn nha. Cái phôi không mà dài xương chi cành là ngon lành rồi nha cô chú anh chị. Và cây này đế như vậy, đế thú luôn nha quý cô chú, có hai cái chân trước ha. Nhìn nó lực lắm cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ. Trời. Bên đây kia nó dễ hơn trong khi bên đây. Rồi, bình thân nó là 40. Dạ. Gần 40 luôn nha cô chú anh chị. Cô dịnh con. Tán ngang nó là 1m20. Chiều cao nó là cây này 1m4 nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu ha. 12 triệu một cây nhện ngọc toàn, cây lớn nha mấy cô chú anh chị. Tàn kính tàn luôn nha. Cây này mình lên cái chậu xoay lên phong cao cái nữa là quá ok luôn á cô chú anh chị. Đây rồi, cây mã số mấy quên, mã số. Dạ mã số 4. 12 triệu ha cô chú anh chị. Rồi đế thú luôn nha. Cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 5 ha cô chú anh chị. Một cây nhện ngọc toàn nữa ha. Cái này cũng phơm tàn thông, phơm cao luôn nha cô chú, thân thì lắc lượng luôn nha. Trời, em quay cây này cũng xỉn luôn á. Quay ớn khỏi tập tạ luôn nha. Cái phôi không mà chi cành đóng tứ diện luôn rồi cô chú anh chị. Cũng xây nữa. Cây này để các con rất là gắt luôn quý cô chú anh chị nha. Có phía chân trước có cái chân luôn nha cô chú anh chị. Cho em xem nhẹ nhẹ. Đế là có củ đế lắm nha cô chú. Cây này đang nằm trong chậu chậu 8 luôn á với cô chú anh chị, rất là to nha. Đây rồi. Thì bên em ship tặng chậu hết luôn nha cô chú anh chị. Ôi cái ống nó dướng luôn á. Rồi mình thân là 45. Dữ lắm, cái nở hậu luôn nha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m05. Chiều cao nó là 1m7 nha cô chú anh chị. Đó rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu ha. Dạ, 8 triệu một cây. Mã số 5. Vậy là toàn cây phơm lớn nha cô chú anh chị ha. Rồi, cây này là cũng là một cây đế thú luôn nha mấy cô chú. Dạ rồi em đổi cây ha. Trời. Dạ rồi cây tiếp theo mã số 6 ha cô chú anh chị. Nó một cây nhện ngọc toàn ha. Cây này khá là cao quý cô chú anh chị ha, chắc khoảng cỡ 1m7, 1m8 nha quý cô chú. Này 1m8 á, cây này 1m8 nha cô chú anh chị. Cây phơm cao ha, tàn ấm tàn luôn nha cô chú. Một cây nhện ngọc toàn. Một cây này mình ghép với khoảng vài chục bo luôn á cô chú anh chị, vài chục bo ghép ha. Rồi cây này cũng đế thú luôn nha quý cô chú, có cái chân trước luôn ha. Cái co này rất là gắt nha cô chú anh chị. Thú thì nó đủ ăn rồi, nó mập ú luôn rồi. Dạ rồi em xin số đo luôn ha.
Này vành thân là 39. Cây này chiều cao là 1m8 nha cô chú anh chị. Hàng ngang nó là 1m04. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 10 triệu ha. Dạ, 10 triệu một cây nhị lộc toàn cây lớn nha quý cô chú anh chị. Mình ghép ra đủ chi đều toàn luôn rồi ha. Còn cái đế nó đế thú, đế lực nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây tiếp theo một cây nhị ngọc toàn hết cô chú anh chị, mã số 7. Rồi em này cũng khá là lực cô chú anh chị, hồi chú xuống qua luôn rồi chú. Rồi em này thì có cái co lắc luôn gấp lắm nha quý cô chú. Sợ chứ phải không nổi. Tôi sợ nó ngã. Tôi sợ nó ngã. Rất là gắt luôn nha. Đế thì nguyên một củ đế nha quý cô chú anh chị. Cây này mình ghép đều tàn hết trơn rồi nha cô chú. Chi cành lực. Rồi, xin số đo luôn nha bà chú ơi. Bình thân nó là 39. Chiều cao cây này là 1m20 ha. Tán ngang là 1m04. Là cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu ha. Dạ, 9 triệu. Nó nặng quá. Nó xây với này mới được. Cô chú anh chị mình thông cảm ha. Làm không lợi cái mai em luôn quá cô chú anh chị. Thân mắt mà tàn đều, cây này ấm tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Nhị ngọc toàn nha. Cô chú anh chị mình xem lại cái phần đáng lần nữa giúp em ha. Đây rồi. Mình nấu gì cây luôn ha. Rồi, cây tiếp theo cây mã số 8 đó cô chú anh chị. Một cây nhị ngọc toàn nữa ha. Dạ, em này thì khá là lùng lực nha mấy cô chú anh chị nha. Dạ, tàn thì mình ghép ra đều tàn, ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Ở trên này có hai bo ha, cô chú anh chị cũng đã làm được rồi ha. Và một cây dán trực chi cành đều luôn á mấy cô chú. Cây này cao cỡ nhiêu hả bà chú? Là cây này cao khoảng 1m1 á cô chú anh chị. Dạ. Còn cây này cái đế cũng nhìn giống như dáng thú nằm nha quý cô chú ha. Có hai cái chân trước. Đó, có cái co rất là gắt luôn ha. Rồi em xin số đo hoành luôn nha bà chú. Hoành nó là 37. Cây này tán ngang nó là 1m20 á cô chú anh chị. Dạ. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 9 triệu đồng ha. 9 triệu một cây nhị ngọc toàn, cây này form lùng lực nha cô chú chị ha. Mã số 8. Cây nhị ngọc toàn mã số 8. Dạ. 9 hay cô chú anh chị, một cây nhị ngọc toàn ha. Dạ. Cây này nhị ngọc toàn cây form lớn luôn quý cô chú anh chị nha. Này tàn đông luôn nha. Cây này về cô chú anh chị mình vũ lại lên gia lương cái là lấy bo được nhiều nha mấy cô chú anh chị. Cây này đế cũng là dáng thú luôn cô chú anh chị ha, có hai chân trước. Thú này nở hậu luôn nha, xỉu luôn rồi. Nó xỉu rồi. Cái này em dành cả thanh xuân để xây cái cây mấy cái cây cái lô này luôn á. Cây này khá là nặng cô chú anh chị, đà nằm trong chậu 6, chậu 7 hết trơn cô chú anh chị ha. Nhả nhả. Rồi em xin số đo luôn nha. Rồi chú Vịnh cho cái nha. Ừ. Cây này mình thân nó là 25. Cây này chiều cao nó là 1m1 mà tán ngang là 1m hả cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu đồng à. Dạ rồi, 8 triệu. Xỉu luôn à. Xỉu. Rồi, một mà cây mã số 10, cây nhị ngọc toàn hả cô chú anh chị. Cây này cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Rồi, bọn em lùng lực nha quý cô chú anh chị, mà tàn mình ghép đều tàn hết trơn rồi ha. Phơm tàn đều tròn luôn á cô chú. Cây này ấm tàn luôn à, cái chi cành lực lắm nha quý cô chú anh chị. Cũng một em đế thú luôn ha. Thú này đang ngẩng đầu luôn nha cô chú anh chị, có hai chân trước luôn ha. Hai cái chân trước bằng ngón trỏ của mình luôn á cô chú anh chị. Đế thì đế nở hậu nha. Rồi em xin số ra 3 vòng luôn bà chú ơi. Rồi, bình thân nó là 30. Dạ,
bình được 30. 8 ngang nó là 1 mét đấy cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 94. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu đồng ha. Dạ, 8 triệu nha cô chú anh chị, một cây nhị ngọc toàn, cây lùng lực đế thú luôn nha. Cây mã số 10 hả cô chú anh chị? Dạ. Và cô chú anh chị mình xem lại phần đế lần nữa giúp em ha. Hàng bonsai đế thú nha cô chú anh chị. À, nhị ngọc toàn thì cái giống này cũng khá là hot cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Mình còn cây nào đó không bà chú? Dạ cây này cây cuối clip rồi nghe cô chú anh chị. Rồi cô mong cô chú anh chị xem hết clip để ủng hộ cho em ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Dạ em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.